chia sẻ và ấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được các video mới nhất từ kênh nhé. Nếu có nhận xét gì cho kênh hãy để lại comment ở phía dưới nhé. Hãy like, chia sẻ và ấn chiếc chuông bên cạnh để nhận được các video mới nhất từ